Người dân, đơn vị, tổ chức khi phát hiện các vi phạm có thể gọi điện đến một trong số các số điện thoại sau đây để được tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng 89824-3333. Đội Quản lý Thị trường Quận Hải Châu 0901-796-789. Đội Quản lý Thị trường Quận Thanh Khê 0945-559-878. Đội Quản lý Thị trường Quận Sơn Trà và Quận Ngũ Hành Sơn 0905-805-379. Đội Quản lý Thị trường Quận Liên Chiểu 0946-852-233. Đội Quản lý Thị trường Quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang 0906-511-479. Vừa qua, lãnh đạo quận Hải Châu đã đến thăm, động viên và tặng quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt và khu vực cách ly y tế trên địa bàn. Qua đó, động viên và bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trước những khó khăn của đội ngũ cán bộ y tế, công an, quân đội và các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly y tế tập trung phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với các cấp, các ngành chung tay trong công tác phòng chống dịch, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận Cẩm Lệ cũng đã vận động hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con tại các khu vực phong tỏa, hộ nghèo thực hiện giãn cách xã hội ở phường Hòa An. Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận phường Hòa An, đến nay đơn vị đã tiếp nhận 700 xuất quà bao gồm gạo, nhu yếu phẩm, rau xanh, nước sát khuẩn do các cơ sở tôn giáo như chùa Phổ Hiền, chùa Huệ Quang, tổ đình sư nữ trao tặng. Tổng kinh phí các đợt trao tặng này là 136 triệu đồng. Các phần quà này được Ủy ban Mặt trận phường tiếp nhận, sau đó trao tặng nơi cho các tổ COVID-19 cộng đồng tại các chốt cách ly để phân phát cho bà con.